Mời quý vị và bà con đến với chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và bà con, hiện nay nhãn đang trong giai đoạn ra hoa rộ. Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết có mưa đá, nhiều vườn nhãn chưa có hoa. Các chủ vườn cần tập trung chăm sóc để nhãn kịp ra hoa. Trước tình hình trên, bà con cần áp dụng một số biện pháp kịp thời để cây ra mầm mới và ra hoa. Do cây nhãn đã được khoanh chân để kích ra hoa, bón phân ở gốc thời điểm này không đạt hiệu quả, bà con nên phun kích thích trực tiếp lên lá bằng một số loại phân siêu bo, phân siêu kali để nhãn có thể kịp ra mầm mới và ra hoa. Năm nay nó ảnh hưởng thời tiết nhiều quá vì trận mưa đá hôm coi 29-30 Tết đấy. Lẽ là coi nó bây giờ ra hoa đại trà. Nhưng mà vì là coi nó đã rét, nó nằm ủ lâu rồi, những cái chân cái trứng của nó ra coi ở mầm hoa đấy, thế là nó gặp một trận mưa đá, nó gãy trụi. Nói chung là trụi kiểu như coi sâu cắn, sâu bệnh thì mình kiểm tra, có thể ta leo lên trên cây ta xem từng chùm hoa quả một. Ví dụ có dẹp thì là coi ta đoán dẹp, hoặc là coi có sâu mình đoán coi sâu. Là địa phương có số hộ chăn nuôi gia cầm lớn lại tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh đang bùng phát ổ dịch cúm gia cầm, nên xã Việt Hương, huyện Văn Lâm đã chủ động phòng chống. Toàn xã hiện có trên 57.000 con gia cầm, với phương châm phòng bệnh là chính, xã đã cấp phát 140 lít thuốc sát trùng, tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, bổ sung khoáng chất cho đàn vật nuôi, chủ động tiêm phòng vaccine đúng thời điểm, sắc vôi bột để ngăn ngừa dịch bệnh. Đồng thời, khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, cần báo ngay cho lực lượng thú y để có biện pháp xử lý kịp thời. Đến thời điểm này, đàn gia cầm của xã Việt Hương vẫn an toàn. Với kỹ thuật nuôi cá rô thương phẩm đơn giản, thời gian thu hoạch ngắn, anh Đào Đình Bầu ở thôn Thuần Mỹ, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đã mạnh dạn nuôi 2 mẫu cá rô đồng thương phẩm. Sau 3 năm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do kết hợp trồng kênh quả ven bờ nên việc vệ sinh lá rụng, phun thuốc cho cây được anh Bầu đặc biệt chú ý và tránh để tình trạng thuốc vương xuống mặt ao nuôi cá rô. 4 ao nuôi cá rô của anh có diện tích 2 mẫu, luôn được anh Bầu vệ sinh sạch sẽ. Bờ ao chắc chắn, không bị thất thoát nước, mực nước trong ao duy trì từ 1,2 đến 1,5 mét, thức ăn chủ yếu là cám. Trung bình mỗi năm cho thu 2 lứa với giá trung bình 42.000 đồng 1 kg cho doanh thu trên 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và bà con, thời điểm này các cây có múi đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất và chất lượng quả. Quá trình chăm sóc bà con cần chú ý áp dụng đúng kỹ thuật, cần xử lý ra hoa đậu quả riêng cho từng cây. Hoa các loại cây có múi được hình thành và phát triển trên cành 1 năm tuổi. Đối với cây còn tơ, thường ra hoa không tốt như cây trưởng thành, vì thế bà con nên sử dụng biện pháp siết nước tạo khô hạn, sau đó tưới đủ nước, kết hợp phun thuốc kích thích ra hoa. Đối với cây yếu thì bà con cần bón thúc thêm trước đó và cần tưới nhiều nước hơn. Xử lý ra quả này thì cái cây năm đầu tiên làm quả thì ta phải là xử lý từ tháng 10. Đầu tháng 10 ta phải côn tạo rễ. Cây cam năm nào ăn quả ấy, cắt xong quả xong là ta nhấc, khoảng 1 tháng sau là nó sẽ ra hoa. Bắt đầu chấm dùng đài thì ta tiện. Ta tiện thì cây nào yếu thì ta phải băng. Tầm 1 tháng hay là nửa tháng tùy theo từng cây một. Đến lúc đẩy lõm ta phải tiện cho phát nữa. Cây cắt năm ăn quả thì ví dụ cái cây này nó sai quả thì nó không sinh lý mầm hoa, mà có cái sinh lý mầm hoa thì nó lại tuyển lọc. Khi ra hoa thì nó nuôi hết cái lọc dài này, ta không nuôi quả là nó đẩy quả, nên là những cây yếu là cho nghỉ. Trong giai đoạn này, bà con có thể áp dụng biện pháp khoanh cành để ức chế sinh trưởng kích thích ra hoa, hoặc dùng hóa chất kích cây ra hoa đồng loạt, hoặc sử dụng đồng thời linh hoạt tùy từng cây. Khoanh cành có tác dụng làm hãm vận chuyển nhựa trong cây và kích thích ra hoa, khoanh ở những cành cấp 1-2. Hóa chất ức chế sinh trưởng kích thích ra hoa bà con có thể dùng Paclobutrazol 20% với lượng pha từ 10 đến 20 g trên 10 lít nước. 30 ngày sau khi phun thì phun ure với nồng độ 0,1 đến 0,3% để kích thích ra hoa đồng loạt. Chăm sóc ấy, thì giữ độ ẩm cho nó, và mình cây nào nó yếu thì chúng ta sẽ bón cái phân NPK tổng hợp để cho nó tăng cái chất lượng cho cây. Cái thứ hai nữa là sau khi mà hoa bưởi nó tắt hoa thì chúng ta sẽ ngay lập tức đánh cái thuốc phòng chống rụng quả non và cái thuốc hỗ trợ sinh trưởng cho cái bưởi nó đỡ rụng, hạn chế rụng quả và để cho cái bưởi non nó sẽ phát triển. Hiện nay sâu vẽ bùa, dày chồng cánh, dẹp muội, nhện đỏ cũng có xuất hiện và gây hại nhẹ và bọ trĩ gây hại cục bộ trên diện tích cây ra hoa sớm. Bà con cần chú ý phòng trừ với các loại thuốc đặc hiệu. Chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.